Vịt quay ha, gạo muối hoa tiêu, cái mâm này là thập cẩm, nguyên mâm nậm bèo lọc đó, nghiêu không là nghiêu nha các bạn. Rồi hấp dẫn quá nè, đó bào ngư dưới này nha, vịt mà mua tới 3 con luôn. Ngon chết, ngon ngon với hiệu tình. Chào buổi sáng các bạn, hôm nay mới đây mà đi về lại Cali rồi nè. Hôm nay là tụi mình lái xe về, mình sẽ đi tới nhà hàng đặt nhiều đồ ăn. Có nhiều bạn hỏi mình lắm là Kitty ơi, tiệc tùng thì mình đặt món đồ ăn ở đâu? Thì hôm nay Kitty sẽ đặt về và review cho các bạn luôn. Rồi ok, đây. Hello, Jackie Chi nè. Hello. Hello nè. Thôi bây giờ mình bắt đầu mình đi nha, mình check out khách sạn. Tạm biệt Las Vegas. Hẹn ngày gặp lại nha. Giờ về không, hy vọng là đừng có bị kẹt xe nè. Good morning. Good morning. Giờ Quyên đám lái xe về đi. Mình thích đi road trip lắm các bạn. Tức là lên xe rồi đi vòng vòng. Đúng đi rồi. Chơi rồi đó đi. Là mình có lái đâu. Hôm nay là thiếu cái mền với cái gói. Đi road trip là chuyên môn. Đấy, cái mền với cái gói theo lên nằm ngủ. Bây giờ là ghé chiếc phi lê mua đồ ăn cho mấy đứa nhỏ. Lần đầu tiên đi chiếc phi lê mà thấy vắng que vậy đó. Có anh Mẫn nè các bạn. Ăn chiếc phi lê mà 33.000 điểm luôn, my god. Coi nè. Mà nhất định không chịu dùng đâu nha, không có redeem nha. Để chơi vậy đó. Ăn biết bao nhiêu để được 33.000 điểm, trời ơi. 1.200 điểm cho cái chiếc phi lê. Là cái này ăn cũng được 30 mấy cái. Oh my god, vậy luôn. 30 mấy mà, cái. Chịu gì để điểm. Để cho vui á. Kem được 200 point nè, ly nước bao nhiêu point nó quy ra point vậy đó. Để vậy cho mọi thì ăn cái loại sausage có trứng nè, rồi có cheese luôn. Cái stadium này người ta mới xây nè các bạn, cho football. Chưa có trả lời. Mà nó bắt đầu chưa hả? Rồi, chơi năm nay rồi. Chơi năm nay luôn rồi hả? Wow, đẹp quá trời đẹp luôn nè. Có bạn nào đã đi tới đây chưa? Wow, mình chưa đi vô đây nha. Mời các bạn. Không nhận nó khô thì các bạn nè. Khô queo à. Ham and cheese croissant. Ngon không? Kiểu giống người ấy nhau, mình đổi nhiều quá. Công nhận cái chiếc xe này á, chạy đã thôi luôn á. Tại biết sao, nó chạy bằng pin, bằng battery. Cho nên là tụi mình chạy hõm rài ha, chạy miệt mài sương khói luôn mà nhìn nè. Cái bình xăng lúc nào nó cũng đầy hết trơn á. Sướng thì thôi luôn á. Bây giờ đang bị kẹt xe. Có một khúc đoạn đường này thôi nhưng mà bị đụng xe. Cho nên là tụi mình sẽ kẹt ở đây 1 tiếng rưỡi. Sẵn đây mình review cà phê Starbucks luôn nha. Có bạn nào uống cà phê Starbucks không mà muốn uống cái hương vị tương tự Việt Nam, tương tự chúng phải y chang ha. Cái này là rất là nổi tiếng, người ta chia sẻ nhiều lắm. Ví dụ như bạn muốn uống một cái ly bự như thế này, cái này là Venti Cup. Thì nói với người ta là trong cái ly Venti Cup mình cần có 3 shot espresso, rồi 5 pump white mocha quậy quậy lên. Rồi chế cái sữa half and half lên tới cái đường thứ nhì nè. Cái lần thứ nhì ở đây nè. Đó. Chế tới đây. Xong rồi mới cho đá vào và cho whipped cream. Là nó sẽ ra cái hương vị tương tự Việt Nam. Có bạn nào uống giống vậy không? Chia sẻ với Kitty với nha. Cái này rất là nhiều người ghiền. Mà người ghiền nhất ở trong đây lại bạn mình ngày nào cũng uống nè các bạn ơi. Kitty thì không ghiền Starbucks. Mình ghiền trà sữa thôi chứ cái này mình uống. Thì đối với Kitty cái này nè, cái ly này nè mình uống được. Uống được nha, chứ không phải là ngon xuất sắc mà cũng không phải dở. Tức là mình sẽ không cái chạy đi tìm cho bằng được để uống nó. Uống ok. Nếu mà so ra mà cà phê này với lại 85 degree. Bạn nào mà uống 85 degree á, mà uống cái loại mà sea salt, black coffee á, rồi cho boba vô, mình lại thích hơn là tại vì nó, cái coffee bean nó đằng 85 degree á, nó thơm hơn.
đây chia sẻ các bạn luôn, mỗi trình xe kẹt xe. Cái cây son này là cái gọi là son dưỡng môi, lần nào đi đâu cũng tặng bạn, mà hôm bữa đi qua bên Texas hết hàng, các bạn không có đem qua. Giờ tặng cho Yến bạn Titi nè. Đây nè, các bạn thấy không, nó kim tuyến nó chạy vậy nè, có trái tim trong đây luôn á các bạn. Này sắp tới đây bạn, Tết hay là Valentine mà không biết mua gì tặng thì mua này tặng. Này dưỡng môi, ẩm môi đẹp lắm, rồi nó có lên màu hồng nhẹ nhẹ, nó đẹp lắm. Sao? Good. Đó. Cho nó giữ cái độ ẩm á vô trên cái môi á, nó vẫn đừng bị khô. Mùa này là nên cần dùng, mà lát nó lên hơi hồng hồng đẹp lắm. Mùi thơm. Thơm ờ. Đó là của Hàn Quốc á, Made in Korea đó. Các bạn nhìn nè, tụi mình đi từ hồi sáng sớm tới bây giờ trời sụp tối luôn. Mới gần tới nè. Giờ ghé lấy đồ ăn đem về ăn. Đó các bạn, ở bên trước mình á là qua đèn xanh đèn đỏ này là trước mặt mình, bên tay trái là Phước Lộc Thọ. Còn cái tiệm mà mình đi mua đồ ăn hôm nay cho party tray là chợ Đông Ba. Đây hôm nay mình đặt cái này về ăn các bạn. Đặt nguyên một con gà. Cái này là gà ủ muối hoa tiêu, rất là ngon, tiệm làm ngon lắm, chặt sẵn luôn nè. Nhưng mà người ta có bán là loại không có chặt, các bạn có thể gì mua về tự xé ăn nha. Còn chặt sẵn như thế này là các bạn phải đặt trước ngày đó. Rồi có đây đây là ở đó vậy nè, nguyên con gà như thế này nè. Con này là 35 đô. Lò gà của Cali mình là từ gà đi bộ đó. Người ta ủ muối, có cái hoa tiêu là cái những cái gia vị của Tây Bắc để cho nó tạo cái mùi thơm trong con gà. Người ta ủ qua một đêm nữa, người ta hấp lên không có dùng nước. Trong cái bụng của con gà là có cái ủ muối giống vậy. Ủ sauce. Ờ đúng rồi. Lấy chấm chéo trời ơi, ăn cái này với chấm chéo ngon lắm. Mặc dù người ta cho cái hũ sót này nhưng mà khi thi lại thích ăn với lại chấm chéo, nó ngon vô cùng các bạn ơi. Rồi trong cái này mâm này là mình đặt đó là nó có đủ thứ bò. Nem bò, nem heo, có ngầu bính, chả ốc, với là có chả thủ, chả thủ, giò thủ và ché nữa nè. Nếu mà các bạn không muốn mua này, các bạn mua lẻ thì cũng có thể, người ta cũng có bán nha. Giá cả là ở đây nè đó. Vậy cái mâm này bao nhiêu vậy em? Dạ cái tray này là mình có hai size, như cái size tray này là 50 đồng. 50 đồng. Còn cái size to hơn như vậy là 65 đồng. 65 đồng. Dạ. Ờ. Còn cái mâm này là bao nhiêu? Dạ cái mâm này là 39 đồng. Là gồm có bánh bèo tôm chảy, tươi tôm, tôm tươi, rồi bánh lọc tôm thịt, bánh lọc này bánh lọc lạ mà em luộc ra đó. À. Còn cái này là bánh nầm. Với lại hôm nay là mình sẽ nấu cháo nghêu. Cháo nghêu chưa với lại bào ngư đại bạn với lại nấm rơm. Nấm rơm, ờ, đúng rồi, nấm rơm, nữa. Rơm. À, dạ. Với lại chấm chéo. Dạ. Rồi ở đây cũng có chả, hôm dạ nay thì Cathy cũng ăn cái là bánh bèo, bánh nầm, bánh lặc chung với chả Huế ngon lắm. Chả Huế thì có hai loại, chả Huế là một cặp như vậy, là kêu là chả thẻ đó, mà em gọi thành cặp là một cặp một đồng bảy. Đồng bảy chục sen thấy rồi. Dạ, đồng bảy chục sen, còn cũng là cùng loại như vậy luôn, nhưng mà gọi theo từng cái cây một bao như vậy. Người Huế em kêu là một đòn một bao đó, thì là 8 đồng chả Huế. Chả Huế heo, nhưng mà mình có chả Huế bò nè, này chả Huế bò là 10 đồng. Dạ, với là có nhiều người họ không thích ăn chả Huế, tại vì chả Huế là có tiêu, tỏi, nước mặn, họ không thích, công nhận ăn không được, thì họ ăn cái chả lùa. Ngoài ra là chả ốc, chả ốc là một cây một đồng bảy như vậy, thì em có các mua trong cái mâm này. Cái này là một cái ô trong nhiêu sẵn như vậy rồi, cái này là mua hai tặng hai đó. Mua hai tặng hai. Dạ, một tối như vậy là bốn tô, ngon quá. Dạ. Không có thời gian nên mình mua cháo nghêu này luôn, là mình thả bào ngư vô ăn sang chảnh. Bánh canh bột gạo chả tôm cua nha. Ờ, đó bánh này bột tức gạo. Là cái thố này nhiêu? Cái thố này là hai tô, mà hai tô là 26 đồng. Nhưng mà chưa tính tiền thổ, cái thổ 3 đồng, nếu ai đem cái thổ cái nồi tới thì em sẽ không lấy 3 đồng đó. Dạ. Cứ một phần như vậy là 13 đồng, và tùy mọi người cứ mua bao nhiêu phần thì em bỏ vô. Cái này ngon cho nên mình đặt, mình tặng là đãi bạn. Sẵn đây quay cho các bạn xem mứt gừng nè các bạn. Mứt gừng tại tiệm nha, làm ở đây, Made in USA. Rất là ngon nha.
bán hủ hủ như vậy nè, hộp hộp như thế này có thể ship xuyên bang được luôn nè. Trời thấy ngon quá à. Một hộp như vậy là 1 pound. Cái này không có chất bảo quản nha các bạn. Nè gừng tươi ngon nè. Ôi nhìn hấp dẫn quá, hồi sẵn đây ăn miếng luôn. Ăn review luôn. Rồi để em các bạn. Ngon quá. Ăn cảm nhận được cái độ tươi chứ không phải là để lâu năm các bạn biết không? Ngon quá. Đó, các bạn thấy cô chủ người Huế dễ thương, giọng nói nghe nhỏ nhẹ, rất là dễ thương. Hôm nay giống như có bạn ở xa tới chơi đông cho nên là mình ra mình đặt đồ ăn về, với lại tối trời mưa ở ngoài nè các bạn, tự nhiên trời mưa cho nên mình đặt cháo nghêu với lại bánh canh về để tối có húp á. Đi đi vô kitchen nè, vô nè. Trời ơi, chỗ cái nhà đẹp quá. Đẹp chưa? Đẹp quá. Nhà mới mua hả? Bây giờ mình rửa nấm bào ngư với lại nấm rơm. Nhiều bạn hỏi mình mua nấm rơm đâu, ở chợ Đông Ba nha các bạn. Mình quay rồi mà có nhiều bạn hỏi lắm. Còn bào ngư là mình muốn bỏ vô cháo nghêu. Nãy mình đặt cháo nghêu nhưng mà mình thích ăn luôn bào ngư với lại nấm rơm. À, một hộp như vậy á, rất là rẻ luôn. Đang sale có 30 đô à, tới 19 tới 30 con. Nguyên bàn đồ ăn luôn. Mua cháo với lại bánh canh là người ta cho nguyên cái bịch hành với lại ớt sa tế luôn nha. À, mở ra cho các bạn xem. Nếu bạn không muốn mua nguyên go như vậy, người ta cũng có bán hũ nha. Cái này là bánh canh. Này gọi là bánh canh năm phổ, rất là ngon luôn á. Ngon. Nguyên cái go cháo nghêu này nè, quá trời quá đất luôn, nhiều vô cùng luôn. Có 30 đồng nguyên go vậy nè. Ăn chắc cũng phải là 5 người, 6 người á. Nè. Đó. Nghêu không là nghêu nha các bạn. Quá trời nghêu luôn nè. Cháo này là của người miền Trung nha các bạn, cháo nghêu của người Huế á. Ôi quá trời nghêu luôn. Nhưng mà mình thích bỏ nấm và bào ngư vô đây mình ăn. Cái bánh canh này á là ăn đừng có quậy nha, mà mình chỉ múc rồi mình hâm nóng thôi. Nè, bánh canh năm phổ nè. Trong cái pocket trong cái bánh canh này làm tại tiệm luôn á vô. Ừ. Ừ, đó. Ngon quá hả? Ờ. Lấy muỗng nha. Ừ. Thôi cái muỗng ở đâu vậy? Đó mình múc gì nè. Mời các bạn nha, giờ về đói quá rồi, không biết sao bị kẹt ở trên đường tới 7 tiếng mấy ha. 7 tiếng mấy 8 tiếng luôn. Đậm đà ngon ghê. Còn cái này là cái chả cua rồi vô. Ừ. Bánh canh năm phổ là gì nè. Ừ. Ngon lắm. Ừ. Cho hành vô, cho ngò vô. Ừ. Cái sợi mình làm tại tiệm là ngon. Nên là đặc biệt heo với cha bách. Hai chị em xin đôi. Sợi bánh canh nó dai dai ngon ha. Cái này là bột gạo á, mà làm người ta làm kiểu dai dai ngon. Bây giờ cắt chả bò. Ủa này chả bò hả? Ừ, ăn thử đi nè. Chả bò ở đằng Đông Ba ngon vô nè, ăn thử miếng nè. Cái này người ta hấp mới mỗi ngày luôn á vô. Ừ. Cái sẵn chạy qua bển mua chả bò mà nó hết trứng cút rồi này, trứng muối chả bò này ngon, vừa ăn mà thơm mùi lá chuối, có tiêu á, ăn cắn cái miếng tiêu nó thơm với sợ luôn. Còn này là chả Huế này. Chả Huế người ta bán rẻ với trời, mình thấy ở đâu bán chả Huế mà rẻ gì nha. Cái chả Huế này một cặp tức là hai cái như vậy có đồng 70 sen, thì rẻ vậy. Ừ, rẻ vô thì đó, rồi chả ốc cũng vậy, chả ốc có một cây cũng đồng 70 sen. Ở mấy chỗ khác là bán 2 đồng. Tức là ở đây người ta bán gì cũng rẻ hơn chút chút vậy mà. Đó, nó nhìn như thế này nè. Một cặp luôn ha. Ừ. Mà người ta hấp mới ra nóng ngon. Mảnh này làm fresh mỗi ngày nha vô. Ừ, hấp nóng mỗi ngày luôn. Ăn ngon lắm. Nè. Thơm mùi lá chuối vô cùng luôn á. Mỗi thứ coi. Đã không? Ừ, mời các bạn.
mà ăn cái bạn cắn vô nó không có chát cái lưỡi, không nó không có bột nổi nhiều, không có hàng the. Ngon. Là đối với Phi Thi ăn thấy cái chỗ nào mà người ta bán ăn được mà sạch sẽ là Phi Thi thích rồi. Trong khi đó cái này lại ngon ha. Vịt quay ha, gạo muối hoa tiêu. Cái mâm này là thập cẩm. Ngầu bín. Ngay ngầu bín là cái này nè. Ngầu bín. Ở đây nguyên mâm nậm bèo lọc. Chả bò, chả lụa. Vịt mà mua tới 3 con luôn. Cái này là bây giờ là chẩm chéo nè. Ăn chẩm chéo với lại gà uống muối hoa tiêu. Đúng rồi. Được rồi. Sao mình nặng chanh vô, đúng rồi. Không có dĩa cái chén gì bỏ vô đây nè. Bỏ xương, bỏ xương này nè. Đó. Đây. Gà uống muối hoa tiêu phải chấm với chẩm chéo nó mới ngon nha các bạn. Đó. Thôi, ăn thử đi rồi quay hộ. Đó, ăn nè. Ngon không? Giờ tới mình ăn thử nha. Mời các bạn. Còn trứng kiện, cốc nguyên trứng kiện đó. Khỏi dạ, khỏi cho Trang. Biển phải không? Dầu muối này ngon. Cái này là gà đi bổ. Bỏ chắc chắn sành nó mới hầm được. Không lạc hả? Nó nằm á hả? Không, có quá dài nè. Có dĩa, không lấy cái dĩa. Cái kiểu mà gà ta á. Em lấy cái dĩa. Không, đây một tí xíu. Người ta ủi hơn ngon. Hôm nay là nói được rồi đó. Hôm tối tiếp theo đang bính nha các bạn. Mấy em tự biết thôi đi lại. Mấy gần như ông uống vô. Chị nhà. Ngon lắm, nó ăn giống như gân vậy á. Mà nó giòn giòn, chua chua ngọt ngọt, cay nữa. Cái gì ăn giống như có cái vị xả trong đó giống như là phải làm củ liền. Để tưởng tượng như đang ăn ốc vậy á, ăn ốc hấp xả vậy á. Này chảo ngắm chứ. Chẻ củ liền. Chẻ. Nem Huế. Đây là người Huế. Ồ, anh Mẫn là gốc Huế cho nên là anh ăn anh biết thưởng thức. Chế ngon hả? Ngon, chế ngon. Ngon với hiệu tình. Mà sao đặc. Nướng cuốn ăn cũng được. Nướng bánh mì nha. Cái món chế của người Huế luôn. Nướng bánh mì lên ăn. Trời. Không biết có ai ăn bánh mì không? Phải công nhận nha các bạn. Thử đi. Mình ăn chế rất là nhiều nơi rồi. Việt Nam cũng ăn luôn rồi. Mà mình lại không có thích bằng ở đây là Đông Ba là nè, mình thấy mới vừa khẩu vị của mình mà nó thơm các bạn. Còn mấy cái chỗ mà mình ăn lúc trước đó, nó dính cục cục dính chùm chùm á, ăn mình thấy không có quen cũng để người ta rời ra ngón ăn cái gì qua đây không bao giờ biết món tiệc tùng mà không biết mua gì á thì các bạn có thể order gọi cho Đông Ba, mình sẽ để trên màn hình, người ta bán nhiều món lắm nhưng mà mình hôm nay không có đồng cho nên mình chỉ order như đây thôi. Bánh bèo ở chợ Đông Ba khi chị rất thích nha. Bánh bèo tôm cháy này người ta làm tươi mỗi ngày, rất ngon. Bánh bột lọc, bánh nậm. Bánh nậm đây làm cũng ngon lắm. Bánh bột lọc. Mỗi lần 1.000-2.000. Đóng nhét luôn á. Đóng cái gì luôn á. Ta xuống 2 đêm là chỉ tính nhìn thôi. Cái tay giờ đau quá. Gấp bằng đũa nó rớt nãy giờ. Bây giờ là phi hành. Hành tím hết rồi cho nên là phi hành trắng đỡ để nấu cháo ăn. Bỏ vô trong bầu ngư với là nấm nè. Giờ mình xào nấm các bạn, nấm rơm nè. Mình ngâm xong rồi đó, cái mình đem lên mình xào, mình phi với lại hành nè, cho nó thơm. Đó, bây giờ cháo nó nóng rồi nè các bạn. Nó muốn sôi nè, giờ mình cho bầu ngư vào và mình cho nấm vào. Mà bầu ngư nó mau chín lắm nha các bạn. Mình đợi cho nó nóng lên cái nữa là ăn được rồi. Đừng nấu bầu ngư lâu quá. Cái này nó giống như là các bạn tưởng tượng như mực tươi đi. Hả? Là mình không có xào qua nha. Mình chỉ rửa sạch. Mình đợi cho nó nóng lên trở lại là xong. Rồi bây giờ nóng lắm nè các bạn nhìn nè. Mà bầu ngư cũng chín rồi nha. Đó. Rồi bây giờ mình cho nấm vào. Là múc ăn thôi à. Xong rồi các bạn thấy nó sôi lụp bụp không nè. Đó, nó sôi lụp bụp như vậy đó. Ôi ơi, hấp dẫn quá nè. Đó. Đi kiếm. Thì bây giờ theo là review cháo nha, bầu ngư nha. Gớ. Không học. Hả?
lot, yeah. Oh, look. Nó crunchy phải không? Không. Yeah. Chewy. Chewy, đúng rồi. Nó dai dai và nó giòn giòn. Good. Good à? Lần đầu tiên anh ăn cháo bào ngư của Thì nấu. Mà rất là ngon. Đậm đà. Anh thấy cái gì con bào ngư nó sực 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 á. À, giòn. Giòn. Mà lần đầu tiên ăn bào ngư luôn phải không? Đây bào là bào ngư ăn rồi, bào tư là tại nó hầm cái kia còn cái dạng cháo. Cháo là chưa cháo dạ. Việt Nam mình nấu á, người của người mình á. Đúng rồi. Đầu tiên ăn cái cháo bào ngư này. Ngon chưa? Vừa ăn. Khen quá, làm cho đại ca muốn ăn luôn phải không? Đúng vậy, đúng vậy. Mà chưa ai mời. Dạ đúng rồi, đang ngồi. Chưa ai mời. Nãy ngồi ngó thôi. Ngồi đang ăn mấy món này trước. Ủa sao không có phần của mình vậy ta? Coi như là nãy giờ nói mà chưa có nhúng nhích được không? Rồi. Tại ăn trên vegan á, không có bình thuốc bắc nè. À. Nhưng mà cái tố của nó á. Cái đó là bào ngư khô nha, không phải là bào ngư tươi đâu nha. Đô nha. À. Hầm 45 phút. Ừ. Cái đó là loại bầu bầu ngư khô á các bạn. Vừa vi cá vừa bầu ngư vừa cũng làm súp nha. Chứ bây giờ thấy cái gì? Cái này nè, thấy ăn thấy chẩm chéo hả? Đây 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 nè, đây. Chẩm chéo nó chưa bao giờ thấy. Chẩm chéo rất là hiếm. Cái này là Đông Ba luôn nha các bạn, hay là tiệm tạp hóa Bảy Bồ Sa đang có free ship á các bạn ơi. I want to try custard. Bánh hả? Thank you. Mấy đứa nhỏ đi mua bánh mua kem. Mấy giờ đi à? Ngon. Các bạn ơi, mình tạm thời chia tay các bạn ở đây nha. Bây giờ sẽ đi ăn tiếp tục và đi nghỉ ngơi để ngày mai có thêm những tiết mục mới nữa. Hy vọng là các bạn thích video này, và nếu như thích video này nhớ bấm nút like ủng hộ kênh KT nha. Thank you for watching. Bye bye. Bye. See you next time. Bye bye này mấy đứa. Bye. Bye bye Bella. Bye bye. Mình cảm ơn các bạn đã xem và ủng hộ mình trong những thời gian qua. Mình chúc các bạn một ngày vui vẻ, an lành và hạnh phúc. Nếu các bạn thích video này mà chưa có subscribe kênh của mình, xin hãy bấm nút subscribe, like và share, chia sẻ với gia đình và bạn bè nha. Ở kế bên cái nút subscribe nó có một cái chuông. Nếu mà bạn bấm vào cái chuông đó thì nó sẽ thông báo cho các bạn biết mỗi khi mình lên một cái video mới đó. Thank you for watching. Bye bye. See you next time.